Lắm đâu rồi, hết rượu rồi nè. À, dạ, dạ, để em châm rượu nha mình. Khoan đã. Hả? Nè, cái này nguội rồi, đi vô hầm nóng cho tôi. Anh hai làm gì mà la chị hai dữ vậy? Bữa nay còn để ý chuyện nặng nhẹ nữa ta. Để em nấu nước cho chàng tắm nha. Sau những chuyện đã xảy ra với Khờ, Ngọc Nữ vẫn luôn đề phòng tính, tiếp tục hãm hại gia đình mình. Chàng qua anh hai uống rượu vui không? Rồi anh hai nói với chàng cái gì? Anh hai nói là để bữa nào á, anh hai chỉ ta cách tì ra. Chàng bớt qua bệnh đi thì hay hơn đó. Nhưng liệu Ngọc Nữ có bảo vệ được hạnh phúc gia đình trước những kẻ tham lam thủ đoạn, luôn tìm cách để chiếm đoạt số tài sản mà cha Khờ để lại? Em chưa có đi chợ mua đồ. Mày làm chồng mày dám quyết không? Mất mặt đấng nam nhiên quá. Mời quý khán giả đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim cổ tích Gái Khôn Được Chồng, được phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 19 tháng 12 năm 2021 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.